Các bạn đang xem trên tay tôi đó là cảm biến báo lùi. Báo lùi của dòng xe Mitsubishi, đây là cảm biến báo lùi. Báo lùi thì khi mà chúng ta trong quá trình mà chúng ta lùi xe đây, thì ví dụ như cái cảm biến này nó sẽ cảm nhận và nó báo cho nó xe cái đèn lùi chúng ta nó sẽ nhấp nháy, và nó để nó báo hiệu cho xe phía sau biết là xe chúng ta chuẩn bị lùi, để nó tránh những cái tai nạn, những va chạm đáng tiếc có thể xảy ra. Thì đây là cảm biến báo lùi. Thì cái này nó chính là cái bộ phận nó cảm biến để nó báo nhận cảm nhận con xe chúng ta khi mà chúng ta đi lùi xe, để nó báo lên cho tất cả các cái, thứ nhất là báo lên hệ thống điện để làm sao đèn của chúng ta, đèn lùi chúng ta sẽ nhấp nháy sáng để đảm bảo xe chúng ta có thể lùi một cách an toàn và tránh những cái va chạm đáng tiếc có thể xảy ra. Đây là báo lùi đó. Và đây là giắc cắm. Trong quá trình mà chúng ta lưu thông xe trên đường một thời gian thì dẫn đến nó mới hỏng mất cái cảm biến báo lùi này. Hỏng cái cảm biến báo lùi này thì lúc đó bắt buộc các bạn phải thay thế để xe của chúng ta có thể vận hành và lưu thông tốt trên đường. Thì phụ tùng Mitsubishi An Việt, website phụ tùng Mitsubishi.vn, chuyên nhập khẩu và phân phối phụ tùng của dòng xe Mitsubishi tại thị trường Việt Nam. Chúng tôi chuyên nên là cung cấp đầy đủ cả gầm máy, thân vỏ, côn, bàn FPT, tất cả những gì mà anh em trong quá trình mở gara và các bạn trong quá trình chúng ta sửa chữa mà nhìn thấy cái logo ba viên kim cương này thôi. Đấy thì cần phải thay thế và sửa chữa phụ tùng. Thì anh em gara vui lòng liên hệ và ủng hộ phụ tùng An Việt này, phụ tùng Mitsubishi An Việt. Với chúng tôi chuyên chỉ cung cấp hai dòng xe chính là dòng xe Honda, dòng xe Mitsubishi. Tôi rất là am hiểu về hai dòng xe này nên đảm bảo cung cấp cho bạn với giá tốt nhất, chất lượng hàng hóa đảm bảo nhất, cạnh tranh nhất, để làm sao chúng ta có xe vận hành tốt, lưu thông tốt, chạy tốt trên đường. Mà chi phí khi mà các bạn phải sửa chữa, thay thế và khắc phục phụ tùng này nó không quá đắt đỏ, thì đấy là mục tiêu hướng tới của phụ tùng Mitsubishi An Việt. Thì rất mong anh em sẽ liên hệ và ủng hộ phụ tùng An Việt, website phụ tùng Mitsubishi.vn.